trân trọng kính mời Đức Quốc Công Đào Minh Quân, Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa Đệ Tam, cùng tất cả quý đồng nhiệm trong Chính phủ Quốc gia Việt Nam Lâm thời Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa, làm lễ chào quốc kỳ quốc ca Việt Nam Cộng Hòa. Bắt đầu phải quay cho tay. Sau đây là phút mặc niệm. Kính mời Đức Quốc Công Đào Minh Quân, Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa Đệ Tam, và quý vị dành một phút để tưởng tiếng hồn thiêng sông núi, chư anh linh, tiền nhân, liệt tổ, các anh hùng biển nước và giữ nước, đặc biệt anh linh các chiến sĩ quân lực Việt Nam Cộng Hòa và đồng minh, xin phụ trì con cháu Việt Nam là hồng tiếp tục sự nghiệp lấy lại đất tổ, không làm khổ dân, phát triển đất nước, và cầu nguyện cho tất cả đồng bào thân nhân đã bỏ mình trên biển cả, trong rừng sâu, trong ngục tù cộng sản được siêu thoát vào cõi phúc. Phúc mặc niệm bắt đầu. Hỡi các đại nghĩa sĩ tân nhân dũng, hỡi các anh chị em bố thịt Việt Nam, chúng ta người dân tộc và dân mình thành vì dân chúng mà đấu tranh. Nhưng ngày nay tôi được đến mở lời muôn muôn về sau là màu mở cho đất đai, là kết tủ của tinh vi, là tự hào, là di sản cho con cháu. Tinh và hồn luôn luôn cùng sông núi, sống thì phải cho lắm liên mà ta cũng phải đáng tự hào. Giang sơn kiến toàn dân tham chiến, đừng một lòng chưa tiến kiêu hùng, đập tan sông lửa mạnh đông, cái trai giữ vững non sông muôn đời. Xương thịt nằm mình người chỉ chuối, hồn hắn say tiếng nơi hy sinh, sông oanh liệt chết oanh, lưu lượng bần quân vang danh xa gần. Vì tổ quốc bao thân đáng trọng, xa thịt xa danh sông đất trời, ngoài mặt trên đêm cầm cả cùng kiến xa bay, nhưng xa vẫn còn lòng được kính hương một hiệp sĩ, lặng cúi đầu quyết sẽ nói gương. Muôn người dân đen tâm buồn, cầu hồn siêu thoát, thẳng luôn sống nổi. Phúc mặc niệm chấm dứt, kính mời Đức Quốc Công Đào Minh Quân, Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa Đệ Tam, và quý đồng nghiệp an tọa. Chào quý, mỗi vị đó thôi. Yes, thank you so much. Mời vị nghe bài nhạc. Trong tim anh biết hỏi phương nào,
đây trôi theo dòng bành bàn tìm quê hương qua dấu vết đau. Hello Vân Tư Lê, hello Vĩ Nguyễn, Nguyễn Mỹ. Đôi chân mòn sỏi đá từ đó dâng cao cao ước nguyện muốn chung nhìn quê hương thân em gầy bóng nắng nghe tim mình đau trọn cả mùa xuân hồi trùng khơi buồn sóng núi rừng ơi khắp đâu nỗi mơ ngày tự do quê hương mòn mỏi năm trong lòng người đi nơi nhịp trùng xưa cùng chung nhau đôi vai đồng hồng nhân sắp bóng dương cao cao vút một ngọn cờ ngày anh em ta chung cùng nhìn thờ ngày quê hương dân Việt hết đau thương. Mười năm qua anh phiêu bạt sương gió nguyên hướng trong tim anh biết hỏi phương nào đời lấy đây trôi theo dòng mệnh bàn tìm quê hương qua dấu vết đau thương mười năm sau đôi chân mòn sỏi đá từ đó dâng cao cao ước nguyện muốn chung nhìn quê hương thân em gầy bóng nắng nghe tin mình đau trọn cả mùa xuân hồi trùng khơi anh dưng còn sóng núi rừng ơi học đâu nỗi hờn ngày tự do quê hương mòn mỏi ngóng trong lòng người đi nối nhịp trùng khơi cùng chung nhau đôi vai đồng hợp nhất dập bóng dương cao cao vút một ngọn cờ ngày anh em ta chung nhịp thở ngày quê hương dân tìm hết đau thương ngày anh em ta chung cùng nhịp thở ngày trong mơ ngày sống núi đợi chờ. Vâng, xin chào tất cả các quý vị. Và bây giờ mời tất cả các quý vị cùng chúng ta dâng lời cầu nguyện. Cầu nguyện cho Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân sớm giải thể tài quyền Cộng sản Việt Nam và xây dựng lại đất nước. Cầu nguyện cho quốc dân Hoa Kỳ đạt thành ý nguyện. Cầu nguyện cho quốc dân Việt Nam sớm thoát khỏi ách thống trị tàn bạo tà quyền Cộng sản Việt Nam. Cầu nguyện cho đảng Cộng sản Việt Nam sớm quay về với chính nghĩa quốc gia sẽ được đối xử tử tế. Lạy đấng tối cao thượng đế trời Phật và hồn thiên sông núi các bậc tiền nhân anh hùng dựng nước và giữ nước.
xin phù hộ độ trì ban phước lành cho chúng con, xin che chở cho đất nước và đồng bào thân yêu của chúng con được thoát khỏi cộng sản và nạn chiến tranh tàn phá. Xin bảo vệ Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân và tất cả những nhà ái quốc chân chính. Xin cho chúng con thêm khôn ngoan, đoàn kết, nhẫn nại, can đảm, sáng suốt để cùng với chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời để tam Việt Nam Cộng Hòa, dẫn đưa dân tộc Việt Nam vượt qua cơn hiểm nghèo đến bến bờ hạnh phúc vinh quang trường cũ, mỗi nhà được an hưởng thái bình thịnh trị của thời thượng nhân thánh đức. Xin gìn giữ và tôi luyện cho chúng con tinh thần Việt Nam chân chính, sống thì phải cho lắm liệt mà thét cũng phải tém tự hào, bất khuất và hùng anh. Đúng theo gương sáng của vị lãnh đạo tinh thần của chúng con là tiên sinh. Cảm ơn quý vị đã cùng chúng ta tương tác dâng lời cầu nguyện. Kính chào tất cả quý vị mới vào diễn đàn. Hôm nay ở trong nước, công an nó dùng bao nhiêu cái dùi cui nó đập lên người quốc dân Việt Nam. Quý vị ở trong đây có người nào cho biết không quý vị? Mình cảm thấy quốc dân Việt Nam mình phải nói nhiều thêm nữa. Bởi vì quý vị dùng cái can đảm với quý vị không đúng chỗ. Mà chúng tôi nhìn thấy quý vị có dư thừa can đảm đó. Nhưng mà quý vị dùng không đúng chỗ. Bất cộng sản của quý vị nó vẫn còn nằm đó, không mất một cục đất. Chúng tôi hứa, chúng tôi nói rằng là quý vị sẽ không mất đi một cục đất nào hết. Bởi vì khi mà Đại Tam Việt Nam Cộng Hòa trở về nước, thì quý vị kia là mang cụ ăn khế ra, hoặc là cái giấy gọi là cụ ăn khế đó, tức là cái giấy mà đứng tên ruộng đất của quý vị đó, mang ra đưa trình một cán bộ cấp xã nhỏ tại địa phương thôi là cũng đủ rồi, thì quý vị xin nhận lại cái cơ sở bất động sản đó của quý vị. Cho dù khi Đại Tam Việt Nam Cộng Hòa trở về nước, nơi đó có xây cái phi trường hay là bao nhiêu cái nhà lầu hay là bao nhiêu khách sạn 5 sao 10 sao không cần thiết, không cần quan trọng, thì lúc đó nhà nước, chính quyền địa phương nó sẽ quy cái trị giá của bất động sản của quý vị so với cái giá trị ở ngoài xã hội sẽ nhận lại cái số tiền, hoặc là cho nhà nước thuê. Khi mà mở khách sạn ở đó thì quý vị được quyền, thế mà cái khách sạn nó có bao nhiêu tiền lời lại thì quý vị sẽ được chia ra phần nào. Đơn giản giải quyết giữa quân và dân, chính phủ và đồng bào một cách êm thỏa nhẹ nhàng, đúng không? Không có cái băn khoăn lo lắng gì cả. Cho nên chúng tôi mới nói là khi mà Đại Tam Việt Nam Cộng Hòa trở về nước là quý vị quăng cái gánh lo đi đi, mà vui vẻ cùng nhau sống và hưởng cuộc đời, chứ không phải là nằm nô lệ cuộc đời giống như thời bắt đầu con sen. Chứ tại sao quý vị phải đem cái thân gầy mòn da thịt ra đối đầu với lại một đám côn đồ? Thật sự đáng tiếc, chúng tôi nhìn thấy quý vị đáng tiếc và thương tâm, rất là thương quý vị ở trong nước. Khi mà chúng tôi đã nói huống chi những lời gì chúng tôi nói đều có nằm ở trong hiến pháp của Đại Tam Việt Nam Cộng Hòa. Tất cả tài sản quyền lợi của quốc dân, rừng vàng biển bạc của đất nước chia đều cho quốc dân. Chúng ta cùng nhau hưởng lộc trời ban mà. Còn những kẻ nào muốn làm nô lệ cho Tàu Cộng thì rồi đây quốc dân sẽ có mảnh đất để cho quý vị làm nô lệ cho Tàu Cộng, làm nô lệ cho bọn Cộng sản Việt Nam. Chúng tôi sẽ dành riêng cho một cái khoảng đất nào đó cho quý vị làm nô lệ với lại bọn chúng nó. Cho nên trong thời buổi văn minh mà, tại sao quý vị không dùng cái đầu của mình, cái hiểu biết của mình
Chứ vì Vira đối đầu với lại tập đoàn cộng sản, nó là bọn côn đồ ác quỷ mà. Huống chi quốc dân Việt Nam đâu phải là quốc dân mà tập đoàn cộng sản nó muốn có để mà nó phục vụ, hay là quốc dân phục vụ lại cho bọn chúng nó. Quốc dân Việt Nam mà bọn cộng sản Việt Nam nó nói là nằm trong quả tim của Bác Hồ của chúng nó, chứ không phải là nằm ngoài xã hội. Quốc dân Việt Nam hiện đang nằm tại ngoài xã hội đây là những dân mà chúng nó muốn tiêu diệt. Cho nên quốc dân Việt Nam nên ngưng ngay cái chuyện mà bảo đảm giữ gìn cơ thể, sức khỏe, củng cố nhân lực và trí lực bên cạnh chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời, để cùng nhau hưởng lộc trời. Quý vị cho rằng là tôi nói dối vậy, quý vị nhìn lại trong nước bị tập đoàn cộng sản nó quấn, bị tập đoàn cộng sản nó dùng cái chậu lông gà nó quấn hay sao, hay là nó dùng dùi cui sự thật nó đập lên, máu của quốc dân chảy ra nó là bằng chất cà chua hay là bằng phẩm đỏ chăng? Nếu quý vị cho rằng chúng tôi nói không đúng sự thật, vậy thì tập đoàn cộng sản nó tới đó nó chỉ là phèo vỗ nhẹ lên cơ thể của người dân Việt Nam chăng? Cho nên xin thưa quốc dân Việt Nam, mà ngày hôm nay trong nước quý vị dư thừa can đảm, quý vị dùng cái can đảm nó không đúng. Thay vì quý vị dùng cái can đảm đó, rủ nhau hết tất cả nhà nhà, gia đình, gia tộc, xóm làng, huyện, tỉnh, cả nước cùng nhau trưng cầu dân ý chọn đề tăng Việt Nam Cộng Hòa, và khước từ chế độ cộng sản hiện đang nằm trong tư duy của quý vị đó. Như thế, hiệp lực như thế mới được khải hoàn khao, chứ còn quý vị ngày chi tao dùng cái khả năng, cái can đảm của quý vị không đúng chỗ, bị tập đoàn cộng sản nó tỉa từng người một, nó tỉa quý vị rồi quý vị đau quá, quý vị về nhà ta tháng rồi làm cho người ở bên cạnh hoảng theo luôn. Tôi đã nói rằng là tất của quý vị nhất định không mất một cục đất nào cả, một cục đất cũng không bị mất, với một điều kiện rất là nhẹ nhàng là quý vị đừng có bao giờ bị tập đoàn cộng sản nó dụ dỗ và quý vị ký vô trong cái văn bản nào cả. Thì lúc đó chúng tôi mới có khả năng, còn ngược lại khi mà chúng tôi về nước mà thấy quý vị giấy tờ quý vị đã ký hết trong đó rồi thì thôi, đáng tiếc là chúng tôi không thể nào gom cái chữ ký của quý vị được đâu. Cho nên quý vị cần phải lưu ý cái chỗ đó, nó dỗ dành dụ ngọt tuyên truyền tâm lý tư tưởng thì tiếc gì đó, cũng giúp quan bên tập đoàn cộng sản nói đừng có bao giờ nghe chúng nó bất cứ một điều gì, nhưng mà phải cảnh giác những cái người mà thân thiết ở bên cạnh, nó nhờ cái bà hàng xóm ở bên cạnh tới nó làm tư tưởng của chúng ta trước, rồi nó nhờ những người mà cô bác trong dòng họ của mình có khả năng mà nói cho mình nghe, họ nhờ người đó tới làm tư tưởng cho gia đình của chúng ta, cá nhân chúng ta trước, rồi sau đó cán bộ địa phương, cán bộ huyện, cán bộ tỉnh, rồi cán bộ trung ương là xuống. Cho nên quý vị phải cẩn thận cái điều đó, và nhất định khắc từ đừng ở bao giờ nghe bất cứ một người nào làm gì, nói về vấn đề tư tưởng để chúng nó cướp giật tài sản bất động sản của quý vị. Tại sao chúng tôi ở nước ngoài mà chúng tôi rành mấy cái đó quá trời vậy, mấy còn quý vị trong nước lại không? Thật sự xin phép quý vị mời quý vị uống nước. Bởi vì quý vị ở trong nước, chúng tôi cũng vẫn thông cảm là quý vị bị tuyên truyền quá lâu những cái mà tập đoàn cộng sản không bao giờ có, mà nó nói cho có cho mà được, có lợi cho chúng ta. Cho nên quốc dân Việt Nam cứ nghĩ rằng rồi quý vị sẽ sống chung chạ với tập đoàn cộng sản được, quý vị lầm rồi. Cộng sản nó là con cọp chuẩn bị ăn thịt người, mà quý vị nhìn thấy có con cọp nào ở trên đời này mà nó trung thành hoài đâu, nó sẽ về vuốt cái người chủ mà nuôi nó từ hồi nhỏ cho tới lớn hồi đâu. Quý vị nhìn thấy trên xiếc đó, người ta dẫn cọp đi biểu diễn ở trên mấy cái kênh hát xiếc đó. Tôi nói trước sau nó cũng ăn cái người đó mà thật.
Năm trước năm sau tôi thấy người đã đăng báo lên bị cọp, bị con cọp chính ông nuôi ăn thịt à. Đây là cái con cọp thật, con tật còn con sẻ nó còn ghê gớm hơn nữa. Bởi vì nó, bởi tại vì chúng ta nghe làm thôi, nó nói rất là rõ, nó nói quốc dân Việt Nam nằm trong quả tim cô bé, chứ không phải nằm ở ngoài xã hội. Ngoài xã hội là những quốc dân cần nên tiêu diệt để mảnh đất trống để đi dưng cho Tàu Cộng cho nó. Tập đoàn công sản Việt Nam nó nói rất rõ, tại chúng ta không nghe và chúng ta nghe lầm mà thôi. Như vậy thì quốc dân Việt Nam, trong tư tưởng của quốc dân Việt Nam thật sự đáng thương. Mình không muốn dùng những cái danh từ mà tội nghiệp nói ra. Bởi vì chúng ta bị mê muội một cái bánh vẽ sau chủ nghĩa mà tập đoàn công sản chính nó cũng không biết là xã hội chủ nghĩa là cái gì cả. Xã hội chủ nghĩa không biết đi đâu. Đi đâu không biết, cứ tiến lên hàng đầu. Hàng đầu không biết đi đâu không biết. Hàng đầu cứ đi, nó cứ như thế thôi. Và lúc nào nó cũng nói là xã hội chủ nghĩa là một cái bánh đầy nhân bột, nào hột gạo, chất gì, đủ thứ trong đó. Nó diễn tả mình có thể nghe được cái mùi thơm của cái bánh xã hội chủ nghĩa. Nhưng mà nó chỉ là cái bánh vẽ trên trang giấy thôi, không có sự thật. Tập đoàn công sản bây giờ nó nói thật sự không có cái mô hình xã hội chủ nghĩa gì hết. Cứ ngày ta ăn bóc lột, cán bộ nào đánh dân nhiều, người đó được lên chức. Cán bộ nào hút máu nhân dân nhiều, thì cán bộ đó được làm giàu. Ấy là xã hội chủ nghĩa. Tại quốc dân Việt Nam không chịu nghe, không nghe không rõ ràng. Rồi cái là nhắm mắt lủi đi theo nó. Qua từ chỗ đó, nó nhất định, nó nói là nó có đủ dân rồi. Dân của Việt Nam nó có đủ để cái nơi của chỗ nó để nghi trong quá tim tên Hồ Chí Minh rồi. Còn ngoài xã hội, tha hồ giết chém, bắt người dân ngoài xã hội làm lao động, hút máu, chạy xe một ngày 200-300 đồng, nó bị chết mất men cái là tâm thế 200-300 đồng. Ủa xin lỗi, không phải đồng mà 200-300 ngàn, chạy xe ôm được ngày được 200-300 ngàn, có tiền mua gạo mua cá cho gia đình cái này, nhưng mà bị mình lái xe chịch mắt me gì đó, dù nó phạt một phạt rồi hết cái số tiền ngày hôm đó. Và nếu mà nó chậm được chiếc xe con bốn bánh nào tới nó phạt đẹp, nó phạt mà không có giấy tờ cả. Thật sự có đôi lúc mình dùng câu, mình nói chẳng lẽ dân tộc Việt Nam mình dại quá hả? Tôi dùng chỉ dại thôi, không dám dùng danh từ là thét tội nghiệp. Nhưng mà nó phạt mà mình không xin được cái một tờ giấy chứng minh đồ gì cả. Cái đưa tiền mà đưa dấu dấu nhé nhét người ta. Đó, sao chủ nghĩa đó. Ở trong diễn đàn tôi có một vài người khoái học trong, sống trong xã hội chủ nghĩa đó. Mai mốt để tân Việt Nam Cộng Hòa sẽ có một mảnh đất riêng tư dành riêng cho những cái con người khoái xã hội chủ nghĩa, vô trong đó ăn ở và làm việc. Ok, cho nên xin thưa với quốc dân Việt Nam ở trong nước, quý vị nhất định đừng bao giờ cúi đầu, và quý vị dư thừa can đảm mà quý vị đâu có thế nào mà đem cái thân giá thịt mà đối đầu với cái dù cui của nó để nó đánh, và nó đánh tơi tàn. Cộng sản mà làm gì nó có lý trí qua tim gì, nó làm theo chỉ thị của nó thôi. Mấy camera nó đặt, nó quay phim rõ, khi mà nó đem về văn phòng nó chiếu lại, nó người nào mà không đánh dân hết hết tay, hết hết nội công nội lực là cắt chức. Có biết người nào ra cái lệnh đâu? Đó là mấy giám đốc công an, mà giám đốc công an của tập đoàn cộng sản ngày hôm nay là toàn là tụi tao không. Nó biết nói tiếng Việt rất rành. Cho nên quý vị đừng có bao giờ ra. Nếu mà nó xuống nó tự thu, ok, cái việc lấy đi. Không cần nói thêm một câu gì nữa. Nó kêu ký, no ký luôn. Nó đưa giấy tờ gì á, hoặc là nó đòi
cho xem cái giấy tờ mà mình đang làm chủ đó, nó nô cho xem luôn. Cái số đó của tập đoàn Cộng sản nó đưa cho quý vị, mà quý vị cứ nghĩ rằng đó là cái khuôn vàng thước ngọc hay sao, mừng hứng cầm đi khoe khắp xóm làng, nói rằng nhà nước có cấp cho tao thẻ sổ đỏ cái miếng đất bất động sản này, bất động sản nào. Thật sự cái số đó chỉ xin lỗi vì không xứng đáng để mà mình đi nhà cầu. Nó thật xin lỗi vậy. Nó chỉ là đưa ra cho đó thôi, nhưng mà một khi mà nó muốn, nó nói cái số đó này, cái ông tiền nhiệm á, ông làm sai rồi, ông bị bắt bỏ tù rồi. That's it. No problem, đúng không? Tập đoàn Cộng sản, cho nên quốc dân Việt Nam, đừng nghĩ rằng là mình có cái sổ đỏ là mình ngon lắm. Mà đôi lúc tôi cũng mượn cái sổ đó mà tôi dạy mấy cái bà mà gọi là mẹ Việt Nam, anh hùng Việt Nam. Mấy cái bà đó ngày xưa khi mà tập đoàn Cộng sản mới cút chính quyền ngày 30 tháng 4 năm 1975. Mấy cái bà đó mới là ghê gớm hơn là mấy cái loại là du kích 30. Mấy bà kinh hoàng, tay xí đầu như thế này, dèo như là B-50 bắn này ha. Nhưng mà tao đây, bà lên bà báo cáo nhà nào là nhà đó là chỉ từ chết đến bị thương. Rồi cái là nó phép cho bà cái sổ đỏ rồi tuyên dương bà có cái bằng khen to về tụi nó đắp mền tóc mồ hôi lên. Rồi cái là mấy Việt Nam anh hùng, wow, đi gặp bà mẹ Việt Nam anh hùng, mình đi trên đường gặp là mình phải lo lấy cây nón. Lấy cây nón ra là cúi đầu cúi chào bà. Thật sự mình không biết làm sao, mình muốn dùng cây roi mình quất cho bà một vài quất cho bà chạy đi. Nhưng mà bà là bà trời mà, trong cái thời gian đó. Nhưng mà đúng là ông trời có con mắt. Mấy mười mấy năm sau, tới 20 năm sau, tôi nói nó lôi bà sừng sờ, chứ là bà cầm cái biểu ngữ ra, rồi cầm cái văn bằng ra, rồi cầm là cờ máu ra, đứng lên, ôi, là xem bơ, coi nè, tôi là mẹ Việt Nam anh hùng, bây giờ nó lôi tôi sừng sờ như con mèo cháy vậy nè, vơi. Ở Việt Nam Cộng Hòa ơi, cứu tôi, ngày xưa tôi không biết, tôi đi làm đường lẹt tôi, nó thiếu cái giống thì tôi mua cái giống, nó thiếu đôi dép tôi mua đôi dép, nó thiếu cái nón tôi mua cái nón, nó thiếu cơm tôi nấu cơm, nó thiếu cá tôi mua cá. Mà bây giờ nó có chính quyền rồi là bắt đầu là nó lôi con mẹ này như sình sơ, như là con khỉ già chết cháy vậy nè. Đó. Không còn gọi được ai để cứu rỗi, đành phải gọi Việt Nam Cộng Hòa. Việt Nam Cộng Hòa cứu chúng tôi. Đấy. À, cho nên tập đoàn Cộng sản nó còn hơn cái con thú dã man. Kẻ nào hôm nay còn cúi đầu nghe tập đoàn Cộng sản, kẻ đó xin lỗi với quý vị, chắc là sanh ở đâu trong rừng. Thật sự sanh ở đâu trong rừng. Hello anh Trần Triều, xin phép quý vị mời quý vị uống nước. Sorry quý vị nha. Hello Lê Trần. Cho nên xin thưa quý vị, khi mà tập đoàn Cộng sản đã minh định rõ tập đoàn Cộng sản là ai, quốc dân Việt Nam là ai, mà tại vì quốc dân Việt Nam chúng ta phải nói là hiểu lầm thương lỡ hay sao, nghe không rõ. Quý vị cứ sống ở xã hội, ngồi xã hội chứ đâu có gì đâu, sống trong quả tim của bác Hồ của chúng nó đâu. Mà nó nói là nước nhân dân Việt Nam là nằm trong quả tim của bác Hồ chứ không phải là nằm ở ngôi sao. Những kẻ nằm ở ngôi sao tha hồ giết chém bóc lột, muốn cái gì cũng được, nút xương máu là như thế nào cũng mặc kệ. Cô giáo đồ hàng đêm rồi bắt xuống làm chiêu đại viên, là rót rượu rót trà rồi cho mấy đảng viên cũng có sự thật ở trong đó. Chờ ngày xưa cô giáo là cầm cân nẻ mực tương lai của quốc dân, rương cột của non sông, chứ không phải là trong cái thời Cộng sản nó bắt xuống rồi là đứng làm chiêu đãi. Nó muốn ôm như thế nào, nó muốn rờ làm sao cũng phải lắng nghe, bởi vì nó đã nói rất rõ mà, tại vì quốc dân không chịu nghe. Nó nói là những người ngồi xã hội ở trên đất nước Việt Nam đây là không phải con người Việt Nam. Tha hồ dùng, tha hồ sai. Tập đoàn Cộng sản, bộ chính trị nữa,
ngày 30 tháng 4 năm 1975 nó nói câu gì? Khi vào miền Nam, Việt Nam được rồi là vợ của lính Mỹ ta sai, con của lính Mỹ ta sai, Mỹ bắt lên rừng làm khổ sai. Nó nói rất rõ như thế. Chỉ đó đâu phải là nói là nó đi giải phóng dân tộc, cái tiết nào mà tập đồ con sẻn nó đi giải phóng ai. Nó nói rất rõ như vậy. Tại vì quốc dân Việt Nam của chúng ta, cái đỏ, à, cái đỏ quốc dân Việt Nam như vậy, hiểu một cách lộn xộn, dư thừa can đảm mà không biết dùng ở nơi nào, đau khổ nhất là cái chỗ. Năm nay là năm con cọp. Khi mà lão hổ ly sơn rồi thì lão hổ sẽ bắt bất cứ những vật nào, những vật nào làm tai tác hại trong xã hội, lành mạnh của xã hội, của môi trường sẽ bị tiêu diệt. Sẽ bị tiêu diệt. Trong năm nay quý vị sẽ nhìn thấy sẽ bị tiêu diệt. Quý vị ngày hôm nay đang nhìn thấy tập đoàn cộng sản nó còn nhẫn nhờ cái đó, còn ăn nhậu rồi vui vẻ rồi đi hộp thẹo đi nước này nước nọ cái đó không? Nhưng quỷ vương sẽ chết đường đi lên trời, nên nhớ câu đó. Ngay cái lúc mà quý vị nhìn thấy tập đoàn cộng sản đang mang áo rộng chuẩn bị, quý vị tưởng rằng họ đi đại chiến đồ chăng, nhưng không, nó chỉ bước một vài bước nữa nó sẽ chết. Cho nên tập đoàn cộng sản lúc nó chết, quý vị không nghĩ rằng nó chết ngay cái lúc mà đi đường đi lên trời như thế. Ngày hôm nay quốc dân Việt Nam cũng cảm thấy ngỡ ngàng, tại sao ông Francis ở nước ngoài ông nói là nhất định sẽ giải thể tàu quyền cộng sản, mà tập đoàn cộng sản nó nhẫn nhơ thoải mái. Nó nhẫn nhơ thoải mái là đúng như thế, bởi vì nó đâu có biết được cái ngày kế tiếp của nó là như thế nào. Cho nên ngày hôm nay nó không cần thiết phải là bảo vệ canh tân đất nước gì cả, và nó chỉ có muốn hút máu tiền của quốc dân Việt Nam để nó tìm đủ một cách hạ cánh nơi nào đó an toàn trên thế giới. Mà chúng nó lầm, bất cứ nơi nào ngày hôm nay tập đoàn cộng sản đi không bao giờ chạy thoát. Một con rút nhỏ nhỏ chúng tôi cũng phải bắt cho bằng được, mà đừng có nói là chúng nó bây giờ chúng nó là con tép cũng khá lớn rồi đó. Chúng tôi bắt từng cái con rút nhỏ nhỏ chứ không phải là bắt chỉ là từng cái con tép đâu. Cho nên tập đoàn cộng sản không có nơi nào sẽ hạ cánh an toàn cả, kể cả ngày hôm nay. Chúng nó còn nợ Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân mỗi một tên 20 tỷ mấy kiềm, mỗi một tên đảng viên đảng cộng sản 20 tỷ mấy kiềm. Tòa án môi trường phán quyết cho Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân chiến thắng người đó. Cho nên tập đoàn cộng sản bây giờ nó không có dấu đồng tiền bất cứ nơi đâu, bất cứ nó dấu nơi đâu cũng đào tóc lên. Chứ không, chúng nó đừng nói là chúng nó, chúng tôi biết hết tất cả. Chúng nó mang qua nước Mỹ bao nhiêu trăm tỷ, ngàn tỷ đưa qua nước Mỹ, và nó mua bao nhiêu dãy phố nào, chúng tôi biết hết. Nhưng rồi một ngày tới đây, mọi thứ quốc dân Việt Nam sẽ được hưởng. Chứ quý vị đừng có cảm thấy khó khăn khi mà tập đoàn cộng sản đang nhẫn nhơ như thế. Chúng tôi đặt điều kiện, nói những cái điều kiện đó ra đây cho quốc dân Việt Nam biết. Và chúng tôi cũng mong rằng quốc dân Việt Nam cũng phải vì quốc gia dân tộc, phải đôi lưng và cùng với đệ tam Việt Nam Cộng Hòa. Quý vị nên nhớ, chúng tôi phục vụ cho quốc dân Việt Nam, chứ không phải là chúng tôi đứng lên đây chỉ để giải thể tài quyền cộng sản không đâu. Chúng tôi không có hận thù gì tập đoàn cộng sản cả. Ở trong hiến pháp của đệ tam Việt Nam Cộng Hòa có ghi rất rõ điều đó. Chúng tôi không bao giờ có cái hận thù, và chúng tôi trở về nước chỉ để là giải thể tài quyền cộng sản mà thôi. Tập đoàn cộng sản nó cũng muốn cho chúng tôi giải thể cho chúng nó mà. Và quốc dân Việt Nam cũng phải cùng với đệ tam Việt Nam Cộng Hòa, vì chúng tôi làm việc cho quốc dân thì quốc dân cũng phải hưởng ứng lên, phải chấp nhận, đón nhận những cái gì mà chúng tôi làm. Vậy mới gọi là khai hoàng khao. Chứ còn đằng ngược lại, quý vị dùng cái can đảm của quý vị trong ngày hôm nay, thật sự nó không có đúng.
Tôi thấy quý vị bị đánh, bị đập, phải nói là rất là thương tâm. Rất là thương tâm. Quý vị không thể nào mà lấy bằng da bằng thịt mà đi chịu đựng những cái dù cui của tập đoàn sang. Vốn chúng nó muốn quấn cho quốc dân Việt Nam, để cho quốc dân Việt Nam tiêu diệt. Quý vị nên nhớ một điều, vốn chung những cái hành động của quý vị, từng cá nhân một đi ra tranh đua với lại tập đoàn cộng sản, nó có nào nguyên cả một cái bè một lũ như thế, có súng có đạn có dù cui như thế, quý vị ra đơn độc nó đánh như quý vị, rồi nó đem tấm hình đó nó đi bôn sâu khắp nơi trên thế giới, nhất là trong 2000 năm nó làm cho quốc dân Việt Nam là đứng chừng luôn, e ngại không dám đương đầu với tập đoàn cộng sản. Quý vị đi đơn lẻ như thế, vô hình chung là quý vị tạo điều kiện sợ hãi cho những người còn lại mà thôi. Cho nên tôi đề nghị là quốc dân Việt Nam đừng bao giờ xuống đường chống tập đoàn cộng sản gì cả, đừng bao giờ đưa bất cứ một tờ giấy gì. Bao nhiêu cái clip đưa ra, khi mà đã tới, khi chúng tôi nhìn thấy được là quốc dân Việt Nam hay miền Nam Bắc đều nhìn thấy những clip quốc dân Việt Nam bị tập đoàn cộng sản nó quấn tàn vào, nó đưa những cái clip đó lên khắp hai miền Nam Bắc, nó cảnh cáo quốc dân Việt Nam, nó làm cho quốc dân Việt Nam run sợ. Cho nên vô hình chung quý vị đi đơn lẻ như thế, quý vị làm cho người khác bao nhiêu cái khả năng của người khác đều mềm nhũn ra đó. Cho nên đừng bao giờ. Một khi mà quốc dân Việt Nam cộng hòa đang nghe và nhìn thấy rằng chúng tôi sẵn sàng trên cái đà đang tiến về Sài Gòn, thì quý vị hãy an tâm. Hãy an tâm và nói với nhau trong quốc dân Việt Nam biết rằng nhất định bằng mọi giá giải thể tà quyền cộng sản Việt Nam, bởi vì tập đoàn cộng sản nó không phải là chính quyền ở trong nước Việt Nam. Nên nhớ nha, lãnh đạo đất nước Việt Nam ngày hôm nay là do Đức Quốc Công Tổng thống ngày đầm quân, chứ không phải là tập đoàn cộng sản đâu. Quý vị nên nhớ năm 2015, ngài Đức Quốc Công Tổng thống đầm quân đã hạ lệnh đưa sắc lệnh cho quân đồng minh của Mỹ và Hoa Kỳ đưa quyền lai quẹn đến Biển Đông. Cho nên ngày hôm nay ông ngồi Biển Đông, quý vị nhìn thấy tàu bè ở trên mặt biển nhiều hơn ca dưới đây, dưới nước là cái tổ đó, chứ không phải là tập đoàn cộng sản. Quý vị nên nhớ, các chính khách của Hoa Kỳ chưa bao giờ đi qua nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam rồi. Quý vị hãy lưu ý cái điều đó. Những chính khách của Hoa Kỳ có từng qua nước Việt Nam, bởi vì trên nước Việt Nam có nhân dân Việt Nam sống trên đó. Chứ chính khách Hoa Kỳ chưa bao giờ qua cái nước gọi là Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Cho nên từ đây cho đến quốc dân Việt Nam hãy có cái niềm tin nữa cho. Nếu mà tập đoàn cộng sản nó là chính quyền sự thật, nó đã ra nước ngoài, nó mời Francis về từ lâu rồi, đúng không? Nhiều đó thôi. Tập đoàn cộng sản mấy năm về trước nó cũng nghĩ là nó ngon lắm, nó tự đốt mấy trăm chiếc xe Honda bên cạnh thị trường Tân Sơn Nhất ở Sài Gòn. Rồi nó vô không cho Đức Quốc Công Tổng thống đồng luôn là đưa gián điệp về trên đó về Việt Nam mà đốt, hoặc là nó vô không rằng là ngài Đức Quốc Công Tổng thống đồng luôn là gây ra một cái khủng hoảng đó. Rồi nó đưa ra các tòa nó đòi triệu tập Đức Quốc Công Tổng thống đồng luôn trở về nước. Nhưng mà 3 ngày sau bị Bộ Ngoại giao của Hoa Kỳ nó gửi lại cái công hàm, nó nói này tên Tô Lâm, hãy lên cái nhà công an của những người lấy cái chết tò đó xuống. Ngài Đức Quốc Công Tổng thống Đạm Quân hiện đang sống tại Cali, nước Hoa Kỳ, chứ không phải là khủng bố giống như chết tò của các người đã nói. Tên Tô Lâm vội chạy lên trên nhà đó, công an của tên đó, lấy vội cái chết tò xuống để đi nhúm lửa. Nếu mà tập đoàn cộng sản nó là có chính quyền sự thật, nó vì quốc gia, vì dân tộc thật, chắc hẳn nó triệu tập tôi là người đầu tiên trở về nước từ lâu rồi đó. Nhưng mà tập đoàn cộng sản nó không có khả năng làm được điều đó, bởi vì nó đâu phải là
được quốc dân bầu lên đó. Nó đâu phải là có chính nghĩa đâu, nó không phải có, đâu phải là vì quốc gia dân tộc đâu. Nó là bọn khủng bố cúp trên biển trả thù dân tộc mà thôi. Hiệp định Berlin năm ngày 27 tháng Giêng năm 1973 vẫn còn để nguyên đó. Chúng nó dùng xe tăng đại pháo, lực lượng, quân đội vô nó cúp chính quyền, chứ đâu phải là vì dân cho dân bầu cử bầu bán gì đâu, giống như trong cái định ước Berlin có ghi đó, trong đó đâu. Nhân chứng vẫn còn để nguyên đó. Lưới trời lồng lộng thì thưa mà đi không lo. Tập đoàn cộng sản mà có chính quyền thì nhất định không có Francis này ngồi đây nói như thế này nè. Quý vị nên nhớ cái điều đó. Cái mà mạnh của tập đoàn cộng sản chúng tôi rành lắm rồi. Trước khi nó đang cúp cái gì đó, nó đặt cho nó một cái lý do rất là hay. Nó nói rằng nó là nhà cách mạng thì giải phóng dân tộc. Nó tìm cách nó xẻ đường Trường Sơn, trẻ đêm ra ngày nó về tại miền Nam. Nó nói rằng là nó là nhà cách mạng. Nhưng mà hỏi thử dân dân miền Nam có cần một cái loại cách mạng đó, có cần cái sự giải phóng của tập đoàn cộng sản để sống còn hay không? Quốc dân miền Nam có cần là đảng cộng sản mới được sống còn hay sao? Nhưng mà cái ngu dốt của tập đoàn cộng sản, nó cứ nghĩ rằng là vào miền Nam là cái chuyện bắn tập là Việt lính Việt Nam Cộng Hòa sẽ bỏ xuống chạy hết. Quý vị bây giờ không còn tiếng súng, quý vị cứ là đi một chuyến du hành lên cái là nghĩa địa Trường Sơn của tập đoàn cộng sản, lên trên đó mà đếm những cái ngôi mộ xác chết của tập đoàn cộng sản. Để trả lời cái câu rằng là tập đoàn cộng sản nó nói rằng đi vào miền Nam nó chỉ bắn tạch thì lính Việt Nam Cộng Hòa bỏ súng chạy hết. Bỏ súng chạy hết mà cái anh là chết như thế à. Cái anh chết một cách mà lên rừng Trường Sơn, nghĩa trang Trường Sơn, cái anh ngồi đó mà đến. Kinh hoàng. Chúng tôi đi đến nó xác minh, chúng tôi nhìn thấy tôi nói ngút ngàn ánh mắt, ngút ngàn luôn. Nhưng mà tôi xin thưa, đó là chỉ là 30% mà thôi. 30% cái số mà các anh có thể là còn nguyên tay chân. Và cái số đó là các anh là hết 90% là chính các anh đã ra bắn đồng đội của các anh. Bởi vì sau khi mà cuộc chiến đã lắng đọng rồi, mặt trận đã lắng tiếng súng rồi, thì các anh có cái tổ gọi là cái tổ thanh tôn chiến trường. Khi mà các anh qua ra đó, các anh nhìn thấy là chiến sĩ đồng chí nào có các anh mà bị thương mà không đi được nghĩa là chết, rút súng ra bắn bắn chết liền. Cho nên nó mới còn đủ tay chân để các anh lôi tới chôn xuống một cái lỗ nào đó, rồi đến khi ngày sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 các anh đào lên một lần nữa, rồi mới có đầy đủ tay chân rồi mới các anh mới đem lên trên cái nghĩa trang gọi là nghĩa địa Trường Sơn ngày hôm nay, các anh chôn ngút ngàn hết. Và các anh nên nhớ, chỉ có 30% trong cái tổng số mà quý vị đã nhìn thấy ở tại nghĩa trang Trường Sơn bị chết bởi lính Việt Nam Cộng Hòa mà thôi đó nha. Còn không còn lại là chính cán bộ đồng chí của các anh giết đồng chí của các anh mà thôi. Còn những phần khác, nó chết ra tro ra bụi ra cỏ hết rồi, không còn nhìn cái đôi dép râu, không còn nhìn thấy cái mũ tay bèo, không nhìn thấy, thì làm sao mà các anh có thể mà gom lại mà đem lên rừng Trường Sơn mà cho. Hôm nay Võ Nguyên Giáp khi mà còn sống, còn là 30 sư đoàn vào miền Nam Việt Nam mà bây giờ không biết đi đâu. Quý vị nên nhớ là 30 sư đoàn chứ không phải là 3 tiểu đội đâu đó. Mà ban tham mưu quân đội của Cộng sản Việt Nam ngày hôm nay không biết 30 sư đoàn nó đi đâu. Tôi xin trả lời dùm cho quý vị nha, 30 sư đoàn nó cũng đi vượt biên hết rồi. Chắc là vậy. Chứ tôi hỏi thử ở trong miền Nam nó có bao lớn, tuy rằng đất rộng như vậy nhưng mà 30 sư đoàn mà đâu phải 3 tiểu đội đâu, mà nói là tại sao bây giờ còn 30 sư đoàn mà không biết chết ở đâu. Cách đây trên một năm, Bộ Quốc phòng của Úc Châu
nó có gỡ qua cho Bộ Quốc phòng của Việt Nam, Cộng sản Việt Nam. Một cái bản đồ, và trên đó có vẽ hết bao nhiêu ngàn mộ của một sứ đoàn Cộng sản đi ngang qua cánh rừng đó, bị trung đoàn của Úc ngày xưa đi qua tổng tác để chống quân xâm lăng Cộng sản, kích cái là tiêu diệt. Chắc tôi nói chắc như rạ rồi, cái là lính Úc nó đào lỗ chung ngay ngắn chung từng ngôi mộ một, chung ngay ngắn rồi vẽ cái sơ đồ lên, rồi để từ năm 1975 cho mãi đến cách đây trên một năm, chính quyền Úc có trao cái sơ đồ đó lại cho Bộ Quốc phòng của Cộng sản Việt Nam. Như thế là tập đoàn Cộng sản nó mới nói rằng à, cái một sư đoàn đã mất liên lạc tức thì, mà một sư đoàn bị chết mà không kịp báo cáo lên thượng cấp của mình, là quý vị thấy kinh hoàng chưa? Cho nên là còn 30 sư đoàn nữa vào miền Nam Việt Nam mà chết mà không biết chết ở đâu luôn. Để cho tập đoàn Cộng sản biết rằng mấy anh nghĩ rằng mấy anh là người cách mạng và miền Nam giải phóng bắn tạch tạch là lính Việt Nam còn họ bỏ súng chạy hết, mà mấy anh còn 30 sư đoàn bây giờ chắc không biết chôn ở đâu, không biết nằm ở đâu. Và lên rừng Trường Sơn nó mà đến xem thử coi có bao nhiêu chục ngàn ngôi mộ của tập đoàn Cộng sản đang chôn trên nghĩa trang Trường Sơn. Đấy vậy mà cũng đi ba xạo với quốc dân cho rằng nữa là lính Việt Nam Cộng Hòa không biết quánh giặc đâu, dù bắn tạch tạch là lính Việt Nam Cộng Hòa bỏ chạy. Ôi chạy mà sao các anh chết dữ dằn vậy? Mấy anh qua tới vị trí 17, ra trở ra Hà Nội, từ vị trí 17 ra tới Hà Nội. Quý vị đi vô nhà, bất cứ nhà nào quý vị hỏi dạ chào bé. Rồi quý vị xin nhìn lên trên bàn thờ, quý vị nhìn thấy ít nhất cũng là một cái bàn vị của một đứa con của mình. Có nhà hai người, ba người, mà có đi mà không có về. Nhà nào gần như chúng tôi đi làm kiểm chứng, từ vị trí 17 chúng tôi đổ ra, là tới Hà Nội, là gần như nhà nào, nói chung là dọc đường đi mà chúng tôi ngừng xe đi hỏi một cái là, đều không, cũng một người hoặc là hai người, ba người, có đi mà không có về. Mà một cái lạ là không bao giờ thấy lính Cụ Hồ là thương với binh cả. Hay vậy, công nhận nha, lính Cụ Hồ đánh giặc không bao giờ có thương với binh. Có liệt sĩ nè. Có liệt sĩ mà không có thương với binh mới cảm thấy là. Cho nên xin thưa yêu quốc dân, tập đoàn Cộng sản nó rất là ma mạnh. Nó dùng một cái danh từ nghe rất là hay, thì giải phóng dân tộc. Xin lỗi dân tộc miền Nam, nó có cần thiết những cái tên bù liêu bù lão dù giải phóng đâu. Thế đời nay mà người thật là giàu đầy đủ tài sản mới nhờ cái thằng nghèo đi dù giải phóng, mà thật là vô liêm sĩ. Cái văn hóa Việt Nam không bao giờ có nổi cái danh từ đó. Khi mà tập đoàn Cộng sản nó nghĩ rằng bây giờ lính miền Nam không biết tên gì, vậy mà cái tên Lê Dũng đi vào miền Nam năm 1000 mùa hè đỏ lửa năm 1972, vua để quan sát cái tình hình cuộc mùa hè đỏ lửa, bị ngài Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân là tướng Hắc Thổ, đặc nhiệm Hắc Thổ Black Tiger bắt sống, để cho tên Lê Dũng là một cái nhục, bắt sống tên Lê Dũng. Nhưng rồi lính ở trên nói rằng cũng phải thả tên Lê Dũng ra. Tên Lê Dũng không bao giờ biết ngày hôm nay, biết tại sao mình bị bắt và tại sao mình tha ra được. Đó là ở vùng một chiến thuật. Cho nên nói tới Black Tiger, mà ngài Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân là một chỉ huy trưởng, là một trưởng tôn đặc nhiệm, đi không tiếng về không lời. Cho nên tập đoàn Cộng sản nó rất là sợ, mặc dù nó có là cả trung đoàn, cả sư đoàn, không quan trọng. Khi mà nó nhìn thấy cái màu áo, cái thén của Black Tiger đi đến đâu thì tập đoàn Cộng sản nó co rút lại. Bởi vì cái tôn Hắc Thổ đó không phải đi đến giặc, mà đi theo dõi giặc đông ở đâu và quân số bao nhiêu, nhiêu đó cũng đủ rồi, chứ không cần thiết cũng phải là đánh giặc ngó súng đâu.
Nhưng mà cái hay nhất là bắt được ra tên Lê Dũng, mà tên Lê Dũng không biết tại sao mình bị bắt. Và cũng không biết tại sao mình lại tha ra. Cái chỗ đó, cái cao thượng nhất cố lính Việt Nam Cộng Hòa trong cái thời chinh chiến điêu linh như thế đó mà có được những cái nét son mà trong lịch sử không thể không lưu bút lại. Đó là đơn vị là vùng 1 chiến thuật. Ở trong vùng 2 chiến thuật nó cũng có một cái tương tự như thế. Quý vị hãy gọi điện thoại hỏi cái tên là Chu Hy Mân, đại tướng Chu Hy Mân của Cộng sản Việt Nam. Mà lúc đó tên Chu Hy Mân là tư lệnh tấn công ở vùng 2 chiến thuật. Cũng bị một cái ông thiếu tá thôi dẫn lên đi, cái tạng sen là nhận lệnh thì đi thẳng hướng Bắc. Đi mít tới 3 giờ chiều cái là nhận được cái lệnh nói anh đi về Đông Bắc. Rồi cái là ông thiếu tá đã dẫn tiểu đoàn đi về hướng Đông Bắc là đi đâu mới tới 5 giờ chiều cái bắt sống cái tên Chu Hy Mân. À. Rồi biến chuyện đàm thoại một chút xíu với lại tư lệnh quân đoàn 2 cái là tên Chu Hy Mân cộng sản cũng được thả ra. Cái son, cái điểm son của thời đại nhiệm Việt Nam Cộng Hòa là cái chỗ đó. Bởi vì bắt để cho tập đoàn, để dạy cho đảng viên tập bộ chính trị của tập đoàn cộng sản để cho nó biết rằng lính Việt Nam Cộng Hòa dư cái khả năng bắt những cái tên cán bộ đầu sỏ của tập đoàn cộng sản. Quý vị đặt câu hỏi rằng tại sao bắt mà không bắn ha? Trời ơi, quý vị nên nhớ ở trong thời chinh chiến của Việt Nam bắt sống một tên giặc mà người nào mà bắn nó chết là cái người mà bắn á, cái người mà cầm súng mà bắn tên giặc đã chết là phiền lắm. Thà rằng lúc mà ráp trận bắn anh bắn xong được, mà khi bắt sống rồi mà anh bắn người ta chết là kẹt lắm. Cho nên khi mà tập đoàn cộng sản nó cúp xong chính quyền ngày 30 tháng 4 năm 1955, chính đại tướng Chu Hy Mân tìm đến cái lao tù khổ sai của tập đoàn cộng sản, tìm gặp cho được một ông thiếu tá mà ngày xưa trong thời chinh chiến mà bắt mình để mà hỏi. Thì cái cuộc đàm luận đó như thế này, khi đại tướng Chu Hy Mân của cộng sản Việt Nam đi vô tới tại tù khổ sai này, rồi kêu cái người chỉ huy, cái người thiếu tá chỉ huy tiểu đoàn ngày xưa bắt sống mình ra cuộc nói chuyện rằng là Chu Hy Mân hỏi ông thiếu tá của Việt Nam Cộng Hòa rằng các anh có cài người theo chúng tôi không? Ông thiếu tá nghe nói dạ thưa không có cài. Nó không có cài tại sao anh, chúng tôi đi đâu anh cũng đi theo? Nói dạ chúng tôi cũng đâu có biết, chúng tôi nhận lệnh là cứ đi về cái hướng đó thôi, chúng tôi đâu có theo ông đâu, và chúng tôi đâu có biết ông là ai, và chúng tôi đâu có biết ông ở đâu đâu. Chúng tôi cứ nói là tảng sáng nhận lệnh là đi về hướng Bắc, rồi đi mới tới chiều cứ là nhận lệnh về đi về hướng Đông Bắc, rồi chúng tôi đi chút rồi chúng tôi thấy ông, chúng tôi cũng đâu biết ông là ông đại tướng Chu Hy Mân đâu. Thì trên đường đi thì chúng tôi bắt một người thì chúng tôi phải báo cáo về, mà khi bắt ông thì tôi hỏi ông tên gì, ông nói ông là Chu Hy Mân, thì tôi cũng báo cáo về trên bộ tư lệnh quân đoàn, thì bộ tư lệnh quân đoàn cho lệnh tôi kêu thả ông ra thì tôi thả ra thôi, chứ tôi đâu có biết, tôi hoàn toàn không biết gì. Ông Chu Hy Mân nói tôi không tin những gì anh nói, là ra ông ngồi chiến trường bắt thằng giặc mà các anh không bắn mà anh thả tôi ra, tôi không tin nổi là tại sao các anh có khả năng đi theo chúng tôi. Cho đến tới ngày hôm nay tên Chu Hy Mân là đại tướng Chu Hy Mân của tập đoàn cộng sản Việt Nam cũng không biết tại sao mình bị bắt và tại sao mình thả ra. Một lần nữa cũng là cái điểm son đó trong cái thời đại nhiệm Việt Nam Cộng Hòa. Đâu có phải bắn giết nhiều là tài giỏi đâu. Chưa chứ. Cho nên khi tập đoàn cộng sản nó vào miền Nam Việt Nam, súng đạn của tập đoàn cộng sản lúc đó nó mang vô, nó để tụi nó để ngập rừng Trường Sơn luôn. Nhưng mà mấy anh nhìn thấy không, khi mà tập đoàn cộng sản nó nghĩ rằng cái số súng này là nó sẽ nó bắn nghiền nát lính Việt Nam Cộng Hòa,
mà tôi có một lần tôi có đem cái số đạn mà tôi chia cho lính Việt Nam Cộng Hòa trên dưới 1.100.000 chiến sĩ lính Việt Nam Cộng Hòa, chia cho cái số đạn của Cộng sản nó nhập vào rừng Trường Sơn để xem thử mỗi người lính Việt Nam Cộng Hòa phải lãnh bao nhiêu cái viên đạn AK của chúng ta. Thì chúng tôi chia thử ra, chúng tôi nghĩ rằng là một người lính Việt Nam Cộng Hòa ít nhất cũng phải là bị bắn nét là như cám luôn, kinh hoàng là cái số đạn tập đoàn Cộng sản mà nó đưa vào miền Nam. Nhưng mà đâu có phải có súng có đạn mà bắn được chết hết người đâu. Quý vị còn nhớ nha, khi mà tập đoàn Cộng sản nó kêu gọi đi làm tù khổ sai, lính Việt Nam Cộng Hòa trên dưới cũng còn cách triệu quân. Còn cách triệu quân chứ đâu phải là bị đạn AK tập đoàn Cộng sản nó nghiền nát hết đâu. Tôi nói rồi, nói điều này với cho quý vị biết như vậy đó. Kinh chính cả tất cả các những tên mà tù trưởng trong cái chiến dịch đi tù khổ sai, người ta nói là trời ơi, lính Việt Nam Cộng Hòa đâu mà nhiều quá trời quá đất, là đi hết cái tẻn này qua tới cái tẻn nọ, mỗi một cái nhà tù khổ sai như vậy là mấy trăm tới mấy ngàn người, mà cũng quá chừng được khắp hai miền đất nước luôn. Đâu có phải có súng làm mấy anh bắn giết được chết người đâu. Khi mà Đức Quốc Công Tổng thống Đồng Quân bắt được tên Lê Dũng, hoặc thả ra cuộc đời Lê Dũng coi như là đã chết rồi đó. Khi mà ông thiếu tá kia bắt được là tên đại tướng Chu Huy Mân của Cộng sản mà thả ra, coi như tên đại tướng đã chết rồi. Giết như thế mới gọi là giết chết. Còn cầm súng bắn chưa chắc có anh có súng mà anh bắn chết hơn người được. Đó, tập đoàn Cộng sản nó xác minh rồi. Khi ngày 30 tháng 4 năm 1945, biết bao nhiêu quân đội còn của Việt Nam Cộng Hòa quá đông trong kinh để trả lời cho tất cả các anh em biết rằng có súng đạn chưa chắc bắn giết được chết người đâu. Mình nhớ được rồi. Sở dĩ Việt Nam Cộng Hòa tại sao phải thua tập đoàn Cộng sản, thì phần này tôi xin nói thêm chút xíu, bởi vì nó là một cuộc chính trị, một cái ván cờ chơi của quốc tế. Tập đoàn Cộng sản quốc tế nó viện trợ cho Hà Nội cái số súng đạn tàn bạo luôn, kể cả hai nước Tàu Cộng và Nga Cộng tiếp khắc. Nó viện trợ qua là gọi là không non-stop luôn. Kinh quê như vậy đó. Quý vị làm gì mà biết được ở trên rừng Trường Sơn, lá cây rừng Trường Sơn không đủ bóng mát để mà nó che đậy những cái số súng đạn. Cho nên khi mà tập đoàn Cộng sản nó quân thất trận một cái lúc nào đó, ở địa phận nào đó, tôi nói súng đạn nó bỏ khắp rừng luôn. Mà kể cả lính Việt Nam ngọt cũng chẳng buồn để mà lấy cái số súng đạn này. Súng đạn Việt Nam của Cộng sản nó bỏ khắp rừng luôn. Kinh hoàng như vậy đó. Bởi vì một cái trò chơi của chính trị, một người lính Việt Nam Cộng Hòa mang một cái cây súng, trên đó đủ một cái số đạn chỉ là bắn một ngày thôi. Chỉ huy trưởng luôn lúc nào cũng nói anh em phải tiết kiệm đạn. Trở đi đến giặc mà tiết kiệm đạn này thôi. Tập đoàn Cộng sản nó phải pháo cho đúng 100 trái thì lính Việt Nam Cộng Hòa mới có quyền pháo lại 5 trái. Wow! Cái câu chuyện này nghe thấy nó không có phê chút nào. Đó. Có một câu chuyện được kể ra trong quân đội. Người lính lúc mà hết không có giặc thì người lính lấy bài ra quấn bài chơi. Biết quấn bài ăn gì không? Quấn bài ăn đạn. Tại vì mỗi một cây súng của một chiến sĩ chỉ có một băng đạn, hai băng đạn thôi. À, lấy ra đánh bài, đánh thua anh kia phải trùng cho một viên đạn để cho có đạn để mà bắn. Chứ cái cây súng sắt không mà không có đạn thì nó thành là cây sắt vô tri rồi. Khi mà tập đoàn Cộng sản nó tới, nó ở trong một cái lòng chảo đó là cả là một trên một tiểu đoàn hoặc là có thể là một trung đoàn. Tham thính viên đã báo cáo về là yêu cầu là phải
bắn pháo binh ra để tiêu diệt Việt Cộng. Nhưng mà lệnh ở trong hậu cứ là cho biết rằng là khi nào cộng sản nó pháo vào ở trong hậu cứ 100 viên thì lúc đó mới được viên pháo là phản pháo lại 5 viên thôi. Thì cộng sản nó pháo vô trong đó, có người đứng đêm từ hồ đó nha. Đêm tới cơ lại chỉ 99 quả, còn quả nữa nó không pháo. Như vậy thì làm sao để đến đủ 100 pháo, 100 tay, 100 kiếp nổ đây. Lấy tay mình Playmore ở trong đồn ra bấm nổ vầm đêm đủ 100. Rồi cho lệnh phản pháo lại 5 quả. Ở trên một tiểu đoàn, gần có trong đoàn pháo có 5 quả thì chẳng khác nào nữa. Chưa được, đuổi được cái con muỗi nữa, khác thì làm sao mà tiêu diệt. Cho nên sở dĩ tôi muốn nhắc lại cho quốc dân miền Nam biết, nếu mà quý vị còn thắc mắc là tại sao Việt Nam Cộng Hòa còn gần cả triệu quân mà lại bỏ không đánh giặc, xung ở đâu. Chẳng lẽ tập đoàn cộng sản nó bắn cây AK vô cái là mình hả miệng lấy răng mình trắng đầu ban cái súng AK đó trở lại sao? Cho nên rất có nhiều vị thắc mắc lắm, kể cả chúng tôi trong cái thời đó còn thơ ao, chúng tôi cũng thắc mắc. Mà khi mà chúng tôi bây giờ lớn lên, chúng tôi được học hỏi và biết rõ lính có, súng có, nhưng mà có súng chưa chắc có những cái phụ tùng để mà thay. Còn trực thăng còn rất là nhiều, nhưng mà không có đồ phụ tùng để thay, không có xăng để mà chạy. Ấy mới thấy là đau thương là cái chỗ đó, đau thương nhất là cái chỗ đó. Đấy vậy. Vô cùng đau thương. Cho nên máy bay vẫn còn nằm ủ mãi, có nhiều người cái là lấy máy bay còn chút xăng ráng chạy đi nửa đường hết xăng nó rơi cái tấm xuống biển rồi cũng chết. Cho nên khi mà cái tình huống đất nước nó như thế rồi thì dù 1 triệu người cũng không có khả năng đánh một người khi mà người đó cầm súng, người đó có súng có đạn. Cho nên khi mà tập đoàn cộng sản nó nghĩ rằng là nó vào Việt Nam, nó có thể là nắm được qua tim của nhân dân Việt Nam, nó có thể là lừa được quốc dân Việt Nam, nó có thể nó bắt quốc dân Việt Nam làm tôi, làm ngựa, làm trâu bò cho nó. Mà trong những ngày tháng đầu tiên nó bắt người dân Việt Nam trong miền Nam làm trâu bò thì phải nói là kinh quèn. Nó làm cái kiểu mà làm công, làm cái gì đó, theo năng suất, hưởng theo nhu cầu. Wow, thanh niên Việt Nam trong cái thời đó đùng bùng vô làm, nghĩ rằng là mình làm vừa cái khả năng của mình, mà mình khi mà mình muốn hưởng, muốn cần hưởng bao nhiêu thì mình chỉ cần để trình lên là mình hưởng thôi. Nhưng mà đó là cái mỹ từ nó lừa bị quốc dân Việt Nam mà thôi, chứ làm gì mà có làm theo năng suất mà hưởng theo nhu cầu. Tắt đâu không sẽ nó dùng bao nhiêu những danh từ mờ mờ ảo ảo, nó làm cho quốc dân Việt Nam không bao giờ biết đâu chân thật, đâu là cái lý tưởng, đâu là sự thật cả. Xã hội chủ nghĩa không biết cái mô hình nó ở đâu, nó có cái tên gọi nghe thấy hay hay lạ lạ, nhưng mà đi tìm hỏi mò mắt mỗi chân mà không bao giờ biết là cái mô hình của sao chủ nghĩa ra làm sao. Làm theo năng suất, hưởng theo nhu cầu, nghe rất là hay, nhưng mà nó chỉ là cái mờ mờ ảo ảo đó thôi, nó không có nằm ở trong từ điển đâu mà ta được biết được cái nghĩa của nó. Cho nên tập đoàn cộng sản nó mới nói câu về là xã hội chủ nghĩa không biết đi đâu không biết, cứ lên hàng đầu không biết đi đâu cứ mãi lên hàng đầu, cứ đi cứ lòng quanh kỳ nhâm ông kỳ đà cha cách kế cách căn mẹ kỳ nhâm ông kỳ đà cha cách kế, cứ hoài mãi đi vòng như thế đó thôi. Cho nên mới thấy rằng là tập đoàn cộng sản nó ngu muội, mà lại có trên quốc dân, trên đất nước Việt Nam mình chỉ có 1 người dân ngu muội thôi, nó làm cả hàng ngàn đó hàng triệu người bên cạnh cũng ngu muội theo, nó khổ như vậy. Khi tập đoàn cộng sản nó quấn trăm lên, nó xã hội chủ nghĩa là đẹp như cái bánh vẽ này, thì chỉ 1 người ngu thôi nó cũng ủng hộ theo, nó cho đó là sự thật, thì đau đớn biết bao nhiêu những người khác. Mấy người khác cũng vô cùng đau đớn thế. Cũng như ngày hôm nay quốc dân Việt Nam có một mình một thân cô đơn đi xuống dưới là
tranh giành bất động sản của mình, bị tập đoàn bất động sản nó quấn gục lên ngã xuống, rồi nó chụp hình, nó quay được cái thước phim đó, nó lên nó chiếu cho hai miền đất nước biết, để chi? Làm cho người dân khác muốn chống cộng sản cũng phải chùm bước. Cho nên là quý vị, chính quý vị làm chùm bước đi cái sự can đảm của những người khác, của quốc dân. Quý vị ngày hôm nay nên chấm dứt đi cái trò bước xuống đường chống cộng sản một cách cô đơn như thế này. Tôi nói là một lần nữa, quý vị hãy gìn giữ cái giấy tờ của quý vị, cụ quan khê bất động sản của quý vị gìn giữ kỹ. Mai này chúng tôi khi trở về đất nước, cho dù trên bất cái mảnh đất của quý vị đang xây một cái nhà thương, hoặc là xây cái khách sạn, hay kể cả xây cái phi trường lên trên đó, cứ là báo cáo lên địa phương là quý vị gọi là công tác được công tác vào trong đó. Khi mà phi trường, nhà thương hay là khách sạn mà có quê lợi thì quý vị được chia, hoặc giả quy ra định cái giá trị của xã hội lúc đó bao nhiêu, quý vị xin nhận lại tiền. Chứ đừng có nghĩ rằng là ôi trời ơi, bây giờ nó cúp đất của mình, nó xây cái tường lên đó chà rồi thế này, là không bao giờ nó là xây chà nó rồi đâu. Lúc nào tôi đã nói là một cục đất quý vị vẫn còn rồi, chứ không bao giờ mất đâu rồi, quý vị đừng có lo cái điều. Cho nên năm nay là năm con cầu, lão hồ ly sơn thì nhất định chúng tôi sẽ bắt hết tất cả tập đoàn cộng sản Việt Nam. Đại nghĩa của Trọng Nghĩa Xuân Phúc, minh chính tất cả Tô Lâm, tất cả những con người đó, đã đến lúc phải quỳ trước quốc dân và nghe hai tội. Chúng tôi đã từng thưa với quốc dân rằng tập đoàn cộng sản, những loại ma vương chết khi trên đường đi về trời đó. Thì quý vị đừng có nghĩ rằng là tập đoàn cộng sản ngày hôm nay nó đang mạnh, nó khỏe, mà cái chất bên cạnh của nó chính nó còn chưa biết được nữa. Quốc dân Việt Nam không phải là quốc dân mà chúng nó cần đâu, bởi vì quốc dân Việt Nam ở ngoài xã hội trên đất nước Việt Nam, nó chỉ là những cái gai trong con mắt của tập đoàn cộng sản, nó muốn nhổm tiệt tiêu lúc nào nó cần. Bởi vì nó có quốc dân Việt Nam trong quả tim của Bác Hồ của chúng nó rồi. Khi mà đà Đức Quốc Công Tổng thống Đạo Quân mà lên cái ngai vị hoàng đế rồi, coi cũng như tập đoàn cộng sản như cá nằm trên thớt vậy đó. Bởi vì từ ngày xưa cho đến ngày nay, khi mà đất nước điêu linh thì một vị đại anh hùng sẽ đứng ra khúc chiến bào đánh giặc sông xin vương lãnh đạo đất nước. Từ ngày xưa cho đến ngày hôm nay cũng như thế đâu. Chứ quý vị đừng có nói rằng ngày hôm nay là ngày thờ hồn kia mà tại sao ông lập thủ tướng tổng thống mà lại lập hồn đệ. Tôi xin thưa rằng thờ nào cũng là hồn kim cả. Ngay lúc bây giờ bị dẫn đưa về những người Việt Nam, thủ tướng hay tổng thống không đủ uy quyền để phủ quyết hết tất cả những gì tập đoàn cộng sản đã chi chớp bén rễ bén mắt hứa hẹn như là tạo cộng của chúng nó rồi. Huống chi ngài Đức Quốc Công là hậu vệ của Đức Thánh Vương Trần Hưng Đạo, là một vị đại nguyên soái có khả năng là ba lần chống quân Mông Cổ, quân tập đoàn cộng sản, quân tập đoàn Mông Cổ tan tác. Ngài xứng danh để hôm nay kế vị Đức Thánh Vương Trần Hưng Đạo để lãnh đạo đất nước với cái tước vị là hồn đệ, để mới có đủ uy quyền để phủ quyết hết tất cả những gì mà tập đoàn cộng sản nó dâng hiến cho tao. Cho nên xin thưa quốc dân Việt Nam, từ đây tới đi quốc dân Việt Nam sẽ tiếp tục nghe những cái danh từ này để cho quý vị thuộc và quen, để ngày mai đây khi để tâm Việt Nam còn hòa trở về nước, Đức Quốc Công vị hoàng đế tương lai của nước Việt Nam hiện diện trên đất nước Việt Nam, thì lúc đó quý vị sẽ không còn ngỡ ngàng, và chúng ta cùng nhau hướng lộc trời ban, kề vai chung gánh sơn hà.
Mời quý vị nghe bài nhạc trước khi chúng ta chia tay. Mời quý vị nghe.